Nguyên là vì một vài thắc mắc về bác quan trai giới. Nguyên là vì hoàn cảnh đi làm, con có xin giữ bác quan trai giới 6 ngày, nhưng con sợ không giữ được trong sạch vì những điều sau đây. Khi con đi làm phải giao tiếp với mọi người trong công sở vì công việc, thay vì định khẩu con chỉ tránh nói chuyện phù phiếm và không lên mạng, ngoại trừ phải lên vì công việc. Mẹ con không thích xem phim ảnh YouTube nhưng bà lại không biết dùng máy nên con thường phải giúp bà vậy. Lúc con giúp bà mấy có đờ cả muốn hát, vậy con có phạm giới hay không? Giường của con cao hơn đầu gối, con không dám ngủ dưới đất vì sợ thằng Lằng hay thấy con gì bò lên người chui lỗ tai, vậy có nên ngủ giường thì có sao hay không? Lúc nghe pháp trên YouTube có nhạc đệm, con có thể để phạm một giới vì kệ. Con nghe nói hễ phạm một giới thì kể như tám giới cũng mất hết luôn. Quý vị nên nhớ một điều như thế này: giữ giới, bát quan trai giới nó có cách giữ giới của ngoại đạo và có cách giữ giới của bậc thánh. Những vị tam quả A-na-hàm, mặc nhiên các vị đó giữ tám giới, nhưng mà chúng ta không phải là thánh, cho nên là đừng có đem những vị thánh vào đây nói chuyện. Hãy nói như những người phàm. Thì đối với phàm phu á, khi mà một người thọ bát quan trai giới thì đồng nghĩa với việc người đó không có đi làm. Bằng chứng là vào thời Đức Phật á, ông Cấp Cô Độc vẫn thường xuyên cho cả nhà luôn cả người làm thọ bát quan trai giới, thì trong những ngày thọ bát quan trai giới đó không có đi làm. Tức là nếu như chúng ta thọ bát quan trai giới mà chúng ta đi làm á, thì đó là cái kiểu giữ giới của ngoại đạo. Tức là gì? Miễn sao không phạm giới thôi, chứ không có tu tập, không tu hành gì hết, không phát triển các đề mục thiền định, không phát triển cái gì hết, chỉ đơn giản là không phạm giới thôi. Giống như một người chăn bò, chỉ đơn giản là đếm là có bao nhiêu con bò, nhận bao nhiêu con bò, thì tới hồi mà về về nhà thì họ bàn giao lại bấy nhiêu con bò, chứ họ không hề hưởng được những cái quả ngọt của con bò đem lại, ví dụ như là sữa bò, thịt bò, da bò, phân bò chẳng hạn như vậy. Họ không hưởng được cái gì hết, họ chỉ đơn giản là nhận bao nhiêu con bò thì trả bấy nhiêu con bò. Thì cái kiểu mà đi làm mà vẫn thọ bát quan trai giới nó cũng cái kiểu đó đó, tức là ráng sao đó mà không phạm giới thôi. Cho nên nhớ dùm, việc giữ giới bát quan trai giới theo lời dạy của Đức Phật là việc giữ bát quan trai giới theo bậc thánh. Tức là ngày hôm đó quý vị không có bận rộn công việc, phải thu xếp để mà nghỉ, không có đi làm gì hết. Bởi vì đó, ngoài chuyện là chúng ta giữ tám giới đã đành rồi ha, ngoài chuyện giữ tám giới đã đành rồi, chúng ta phải dành trọn vẹn thời gian để thực hành sáu đề mục tùy niệm. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. Hoặc là bốn đề mục vô lượng tâm: từ bi hỷ xả, hoặc là thực hành tứ niệm xứ. Tức là trong ngày hôm đó chúng ta thuần túy, chúng ta sống trong chánh niệm. Cái việc giữ giới đó chỉ là một cái nền thôi, chỉ là một cái nền thôi. Và dựa trên cái nền đó chúng ta thực hành các cái đề mục hướng thượng, thì như vậy đó mới được gọi là một ngày bát quan trai giới của bậc thánh. Thì như vậy đó nó mới có phước. Chứ còn cái chuyện chúng ta chỉ đơn giản là miễn sao không phạm giới thì thôi, thì phước cũng có đó. Đương nhiên có giữ giới là có phước ha, có giới là có phước, nhưng mà cái phước đó rất hạn chế. Nên nhớ giùm cái chuyện đó. Thành ra cái mà quý vị hỏi đó là quý vị thực hành chưa có trọn vẹn. Muốn thực hành trọn vẹn thì ngày hôm đó chúng ta phải là một cái người dành trọn thời gian để tu tập, chứ không phải là mình còn đi làm đâu ha. Còn đi làm thì cái bát quan trai giới nó nghèo. Rồi đó là sư nói về ý nghĩa của việc thực hành bát quan trai giới.
Cái thứ hai đó là nói về những cái công việc của quý vị. Thì khi đi làm á, thì cái việc quý vị làm nó cũng tốt, tức là nhắc một cái ha, tịnh khẩu làm ơn nhớ giùm, giữ bát quan trai giới dù quý vị có thực hành hay như thế nào, nó không có nghĩa là quý vị thực hành theo phương pháp của người câm nha. Đức Phật đã khiển trách những người thực hành theo phương pháp của người câm, tức là ú ớ không nói gì hết trơn á, dù cho có làm cái gì đi nữa họ cũng không có nói, họ nghĩ rằng nó là hay. Và xin thưa, cũng có một số truyền thống lại hướng dẫn người thực hành là họ thực hành như phương pháp người câm, tức là không có nói gì hết. Thì cái điều đó đã được Đức Phật khiển trách, và Đức Phật cấm cái việc thực hành như phương pháp người câm. Chỉ là mình không có nói chuyện là phù phiếm thôi, mình không có nói ngoài lề, mình không nói bất kỳ cái gì nó đi ngoài Phật pháp. Đấy. Còn cái việc quý vị giữ giới đó, dù cho quý vị có tiếp xúc với đờn ca múa hát đi chăng nữa, nhưng mà sự tiếp xúc đó không phải là quý vị chủ ý và quý vị muốn nghe thì không tính là quý vị phạm giới. Ví dụ như thỉnh thoảng thì có những nghe bản thân sư đi, nghe bản thân sư, thỉnh thoảng những cái nhà hàng xóm hoặc là ở đâu đó họ đờn ca múa hát mà mình không có chủ ý muốn nghe, cái việc nghe đó là bị động và mình không hề muốn nghe và mình không để tâm vào cái bài hát đó, thì như vậy mình không phạm giới. Còn cái chuyện mình chủ động mình nghe thì nó lại là chuyện khác rồi. Đấy. Còn cái giường á, cái giường mà gọi là cao thì nó phải cao hơn khoảng 1 mét. Cái chân giường á, nhớ nhỉ, cái chân giường nó cao hơn một cao hơn coi là 60, nói chung là 3 gang tay đấy, 3 gang tay. Nó không, cái chân á, chỉ tính cái chân thôi, cái giường nó có 2 phần, cái chân giường và cái mặt giường. Cái mặt giường không tính nha, dù cái mặt giường quý vị dài cả thước cũng không tính, cái mặt giường không tính, chỉ tính cái chân giường thôi. Cái chân giường là khoảng 3 gang tay, nó không được hơn 3 gang tay. Thì như vậy nó không tính là quá cao. Còn quá rộng á, cái định nghĩa rộng ở đây tức là nó đủ chỗ cho 16 người vũ nữ đứng múa. Tức là cái giường mà 16 người múa được á thì nó mới được tính là rộng. Mà chà, 16 người múa là cũng bự lắm á, bự lắm á. Đấy, cho nên là quý vị không phải lo cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà chúng ta phạm, không có việc chúng ta phạm một giới là chúng ta đứt cả 8 giới nha, không có chuyện đó. Mà khi chúng ta phạm một giới tức là cái bát quan trai chúng ta không trọn vẹn thôi, chúng ta vẫn hưởng được cái phước của 7 giới còn lại và vẫn hưởng được cái phước của việc chúng ta thực hành các cái đề mục thiền định của ngày hôm đó, chẳng qua là chúng ta không có hưởng được trọn vẹn thôi. Ví dụ như chúng ta lấy một người chồng hoặc một một người vợ mà thay vì nó đầy đủ tay chân thì nó bị thiếu một cái tay, thiếu một cái chân, thì nó vẫn tính là con người, vẫn lấy được, chứ không phải là thiếu cái tay, thiếu cái chân thì không phải là con người, không lấy được, không phải. Nó vẫn lấy được, nhưng mà lấy cái đứa lành lặn vẫn tốt hơn hết. Vẫn tốt hơn là đứa mà nó thiếu tay, thiếu chân thì nó kỳ lắm, ngó nó kỳ lắm. Cho nên ấy, giữ được 8 giới thì nó là tốt hơn cái việc là chúng ta bị thiếu sót nhưng mà vẫn có phước, chứ không phải là chúng ta không có thể nào nói là chúng ta không giữ được một giới thì coi như 8 giới mất hết, thì cái chuyện nó không đúng nha.